Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái tên biến và cái cách để mình đặt cái tên biến. Đấy. Thì biến là gì? Thì mình đã ở cái bài học trước thì mình đã giới thiệu biến là gì. Đấy. Thì về phần tên biến, đấy. Tên biến ví dụ đây, ở đây thì mình khai báo một cái biến, đấy. Int 1a, đấy. Với cái biến, cái nguyên tắc đầu tiên để đặt tên biến. Tức là tên biến thì nó sẽ bắt đầu bằng một cái chữ. Đấy. Như cái trường hợp này, ở đây thì mình ví dụ một tên biến là 1A. Thì như các bạn đã thấy, khi mình đặt là 1A thì nó sẽ báo lỗi ngay đấy. Đấy. Error expected in dependent. Đấy. Thì nó sẽ báo được ngay, nhưng kia ở dưới mình đặt lại là A1 thì nó sẽ hiệu ngay. Đấy. Như vậy là đầu tiên là tên biến thì bắt đầu bằng chữ và nó không được sử dụng các ký tự đặc biệt, và thì nó thì sẽ phân biệt giữa cái chữ chữ thường và chữ hoa. Ví dụ như các ký tự đặc biệt như là và này, phần trăm này, ví dụ nha, phần trăm này, sao này, đấy, như vậy, cái ký tự như vậy thì mình sẽ không được đặt, đấy, và nó phân biệt giữa cái chữ hoa và chữ thường, đấy. Về đây là cái mình khai báo là yến biến int 1a đấy. Khi mình khai báo cái biến a1 này như này, nghĩa là gì? Đó. Nghĩa là đó là một cái biến hằng, tức là nó sẽ không thay đổi và nó được viết toàn bộ bằng chữ in hoa đấy. Ở đây là A1, hoặc là mình có thể khai báo là cái biến pi đấy, và ở trên mình định nghĩa trước cho nó. Định nghĩa trước cho nó đấy, pi này bằng 3.14 đấy. Mình đã định nghĩa trước cho nó đây rồi, tức là định nghĩa trước cái số pi này đấy. Như các bạn đã thấy thì khi nhấp vào đây thì nó sẽ hiển thị lên đấy. Và cái tiếp theo mình nhắc lại là cái số pi này, đây là một cái hằng đấy, mà mình đã định nghĩa trước cho nó rồi đấy. Đấy. Nó là một cái hằng số, tức là nó sẽ không thay đổi đấy. Tiếp theo, cái nguyên tắc thứ hai mình muốn nói đến đó chính là cái nguyên tắc là không được sử dụng các tên biến trùng với các hàm đấy. Các tên hàm đấy. Đấy. Ví dụ như là kiểu int là kiểu long hay là có lệnh break đấy, các bạn không nên đặt như vậy, vì khi đặt như vậy thì nó sẽ trùng với các câu lệnh đấy và sẽ dẫn đến cái sai ngoài ý muốn. Về cái nguyên tắc thứ ba và cũng khá là quan trọng, đó là các bạn nên đặt tên biến nó phù hợp với cái ý nghĩa của nó. Thì thường thì tên biến nó phải ngắn gọn và dễ hiểu, để người đọc có thể nhìn vào và có thể hiểu được cái biến tên biến nó nghĩa là gì. Đấy. Ví dụ bài toán đếm đi, đếm số lượng sinh viên thì các bạn có thể khai báo kiểu nguyên nhé, các bạn có thể ghi là count đấy. Đấy, các bạn có thể khai báo cái biến cho nó là count, tức là đếm đấy. Hoặc là các bạn muốn ở đây mình ví dụ một cái đơn giản như vậy, có thể là khai báo cái tiền lương điện. Đấy, các bạn lưu ý là tên biến các bạn nên viết cho nó dễ dễ đọc đấy, các bạn không nên viết cùng một chữ thường, cùng một dạng cái chữ thường đấy ở các
chữ với nhau, hai chữ liên tiếp nhau thì các bạn nên đặt cái chữ viết hoa đầu tiên, viết hoa chữ đầu tiên để cho dễ nhìn đấy. Ví dụ như tiền lương đấy, các bạn cũng không nên đặt là xxx đấy, x, hoặc là các bạn đặt quá dài. Ví dụ ở đây mình viết là số lượng sinh viên trong trường đấy, thì nó khá là dài đấy và nhìn là rất rất là dài dòng đấy. Các bạn nên đặt cái tên nào nó gợi ý, gợi nhớ đến cái ý nghĩa của nó đấy. Đấy, và trên đây là một số cái giới thiệu về tên biến và cái cách đặt, cách để mà đặt một cái tên biến đấy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.